Rồi, xin chào các bạn. Ở cái video đợt này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các kiến thức liên quan đến cái thanh toán quốc tế, một vài cái điểm nhấn trong thanh toán quốc tế. Cái thứ nhất là trong thanh toán quốc tế, người ta biết rồi là cái việc mà người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu sẽ liên hệ với ngân hàng phục vụ mình để giao dịch với các ngân hàng của đối tác thông qua cái việc là chuyển chứng từ, cũng giống như là thanh toán tiền, thì cái hoạt động đó là thanh toán quốc tế. Đó, ngoài ra thanh toán quốc tế còn được hiểu nhiều nghĩa khác, ví dụ như là cái việc chúng ta muốn chuyển tiền ra nước ngoài hoặc là người nước ngoài ấy, chuyển tiền về trong nước thông qua các hoạt động ví dụ như là kiều hối, hoặc là chúng ta chuyển tiền cho người nhà học ở nước ngoài, vân vân, hoặc là ta mua sắm những cái hàng hóa trên các cái trang thương mại điện tử quốc tế, thì những cái hoạt động mà chúng ta chuyển tài chính như thế thì cái đấy cũng là cũng gọi là hoạt động thanh toán quốc tế, vân vân. Đó, ở đây thì mình không nói về khái niệm, thì thứ nhất thì mình muốn chia sẻ cho các bạn rằng là muốn có được cái hoạt động thanh toán quốc tế đó thì chúng ta phải cần đến ngân hàng. Vậy thì chúng ta lưu ý một điều ở đây rằng đó là cái điều kiện về ngân hàng trong thanh toán quốc tế nó là như thế nào. Đó, không thể nào một cái ngân hàng A mà có thể là giao dịch với một ngân hàng B ở hai cái quốc gia khác nhau. Không thể nào mà giao dịch với ngân hàng B nó không giao dịch với nhau được, nếu như hai ngân hàng này ở hai quốc gia khác nhau mà họ không có mối quan hệ gì hết. Thứ nhất, ví dụ bên nước xuất khẩu, ví dụ này ha, bên nước xuất khẩu đó mà giao dịch với bên nhà nhập khẩu, thì bên xuất khẩu này sẽ có một cái đó gọi là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu, và người nhập khẩu này cũng có một cái ngân hàng phục vụ cho người nhập khẩu. Hai ngân hàng này chắc chắn là phải có cái mối quan hệ với nhau thì mới mới giao dịch được. Đó, chúng ta lưu ý thế. Đó. Thứ nhất là nếu như hai ngân hàng này là xuất khẩu và nhập khẩu, hai ngân hàng mình cái là A B đấy ha. A và ngân hàng B. Đó, thứ nhất A và B là ví dụ cùng hệ thống. Hệ thống ví dụ như là cùng là ngân hàng của Vietcombank. Đó, nhưng mà ở Việt Nam là hội sở hoặc chi nhánh, còn ở bên nước ngoài cũng là chi nhánh, đúng không? Nhưng nó đều là, như là ngân hàng Vietcombank mở một chi nhánh ở ngân hàng nữa, mở ngân chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài đó, nên là nó đều nằm trong hệ thống của Vietcombank, nên cái việc thanh toán nó dễ dàng hơn. Đó, đó là cái thứ nhất. Đó, nhưng mà cái nhược điểm của cái này đó là gì? Là Vietcombank phải vận hành một cái ngân hàng ở nước ngoài như thế, cái chi nhánh như thế, thì tốn kém rất là nhiều chi phí về chi phí mặt bằng, chi phí nhân công sang nước ngoài để làm việc, hoặc là chúng ta thuê cái người nước ngoài làm việc đấy, chi phí rất là cao. Được chưa? Đó, và bất đồng về ngôn ngữ, do vậy nó cũng gây cái nhiều khó khăn. Đó, thế thì cái trường hợp thứ hai là AB, là hai ngân hàng AB này. Đó, họ là hai ngân hàng khác nhau nhưng họ có ký cái hợp đồng đại lý với nhau, hợp đồng đại lý. Đại lý nghĩa là gì? Ví dụ Vietcombank là ở Việt Nam nhưng mà ngân hàng Bangkok ở Thái Lan. Vậy thì mọi cái hoạt động giao dịch đó của Vietcombank ở Bangkok thì là do ngân hàng Bangkok đại diện Vietcombank để giao dịch. Hoặc ngược lại, mọi cái hoạt động giao dịch của ngân hàng Bangkok ở Việt Nam thì đại diện là Vietcombank ở Việt Nam giao dịch. Thì hai bên người ta sẽ làm cái hợp đồng quan hệ đại lý với nhau. Đó, ví dụ đây, người xuất khẩu ở Việt Nam, người nhập khẩu là ở Thái Lan. Vậy thì khi cái ngân hàng Bangkok đây, ví dụ ngân hàng này là Bangkok Bank, còn đây là Vietcombank. Đó. Thế thì hai cái ngân hàng này giao dịch nhau, thí dụ như là người Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang đây, thì cái người Thái Lan người ta phải trả tiền bằng cách người ta sẽ chuyển tiền sang đây, ra cái ngân hàng Bangkok này. Sau đó ngân hàng Bangkok người ta sẽ làm một cái lệnh chuyển tiền sang sang ngân hàng Vietcombank, sau đó ngân hàng Vietcombank mới thanh toán tiền cho người xuất khẩu. Đúng chưa? Nhưng mà cái hoạt động tiền này, chúng ta lưu ý một điều thế này, thì để đảm bảo được cái tính chất của cái ngân hàng đại lý và đáp ứng được cho các cái doanh nghiệp người ta xử lý được. Đúng chưa? Đó, thì cái ngân hàng Bangkok này và cái ngân hàng Vietcombank này thì họ phải mở một cái tài khoản chéo với nhau.
Nếu bạn muốn học thực chiến tại doanh nghiệp Logistics với chi phí hợp lý, học chuyên sâu, trải nghiệm thực tế trong môi trường thân thiện, tham khảo ngay các khóa học của TDMED. Đó, tài khoản chéo với nhau. Ví dụ đây, ngân hàng Vietcombank sẽ mở một cái tài khoản bên ngân hàng Bangkok chữ T, đây là Vietcombank. Nợ có. Được chưa? Ngược lại, ngân hàng Bangkok cũng mở một cái tài khoản chéo bên ngân hàng Vietcombank ở Việt Nam. Bangkok Bank. Khi mà cái người Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Bangkok, Thái Lan, thì cái người nhập khẩu ở Thái Lan này họ sẽ chuyển tiền vào đây. Và khi họ chuyển tiền bằng cách là họ nộp tiền mặt hoặc là họ ủy nhiệm chi cho cái ngân hàng Bangkok để thanh toán cho người nhập khẩu ở Việt Nam, thì lúc này cái ngân hàng Bangkok đó, họ không có chuyển cái tiền mặt đi sang bên ngân hàng Vietcombank Việt Nam đâu. Được chưa? Đó. Mà họ sẽ ghi tăng lên cái tài sản của cái ngân hàng Vietcombank ở đây. Ví dụ như là số tiền đây, hàng hóa trị giá là 1 triệu đô. Thì lúc này anh ta sẽ làm ủy nhiệm chi hoặc tiền mặt là 1 triệu đô. Đó, ngân hàng Bangkok sẽ ghi tăng cái tài sản của ngân hàng Vietcombank tại cái tài khoản ở ngân hàng Bangkok đó là 1 triệu đô, là cộng 1 triệu đô. Được chưa? Đó. Đấy là cái ta lưu ý. Đồng thời, cái ngân hàng Vietcombank ở Việt Nam, được chưa? Đồng thời, ngân hàng Vietcombank ở Việt Nam cũng tài khoản Bangkok này ghi về trừ 1 triệu đô. Đó. Để làm gì? Để nó cân bằng cái hệ thống tài khoản. Là có nghĩa là đại diện như thế này thì ngân hàng Bangkok đang giữ một cái số tiền 1 triệu đô của ngân hàng Vietcombank. Cái tài khoản nó sẽ cân đối như thế. Thì cái tài khoản này người ta gọi là tài khoản chéo giữa các ngân hàng với nhau, mở tài khoản chéo giữa ngân hàng với nhau để đảm bảo. Đó. Rồi đương nhiên đến một thời điểm nào đó cái cộng này nó sẽ tăng dần lên. Đó. Nó đến một cái lúc, ví dụ như là cả 100 triệu đô chẳng hạn. Thì bắt đầu hai bên người ta mới dừng lại. Người ta không được cho phép thêm. Tại vì nếu mà cứ như thế này thì lúc này thì ngân hàng này cứ 1 triệu đô hoài, trả hoài, thì lúc đó ngân hàng Vietcombank, thực tế ngân hàng Vietcombank là sẽ hết tiền. Và trong khi đó ngân hàng Bangkok này đang giữ rất nhiều tiền của ngân hàng Vietcombank. Vậy thì bây giờ hai bên này họ mới xử lý cái số tiền này. Họ bắt buộc phải xử lý cái số tiền này. Xử lý như thế nào? Thì cái cách xử lý thì thường là, ví dụ ngân hàng, một là phải di chuyển cái lượng tiền mặt đó sang để thanh toán cho cái Vietcombank trong một cái điều kiện nào đó cho phép. Hoặc là ngân hàng Bangkok này họ sẽ tìm một cái đại lý khác ở Việt Nam mà cái đại lý đó cũng đang giữ rất nhiều tiền của ngân hàng Bangkok, thì yêu cầu ngân hàng đó sẽ chuyển cái tiền nó sang cho ngân hàng Vietcombank. Ví dụ như là HSBC Việt Nam chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là ngân hàng Bangkok này nó có mối quan hệ với HSBC ở Việt Nam. Đó. Thế thì lúc này giả sử HSBC Việt Nam đang nợ cái ngân hàng Bangkok này khoảng 200 triệu đô chẳng hạn đi. Đó. Thì yêu cầu ngân hàng HSBC này sẽ chuyển cái lượng tiền mặt sang này. Và nhiều khi trong cái tài khoản ngân hàng của Vietcombank này với ngân hàng HSBC này có một cái sự đối ứng với nhau nữa. Do vậy thì cái việc là chuyển tiền đó, lúc đó tiền mặt thì lúc đó là sau khi chuyển tiền mặt xong thì bên đây người ta sẽ reset lại hết, đúng không? Thì vô đây giả sử trừ 100 triệu đô. Đó. Nhưng mà sang bên đây yêu cầu chuyển một tiền mặt lên 100 triệu. Đó. Thì lúc này nó sẽ cộng vào 100 triệu. Và nó sẽ đối ứng là tài khoản nó còn phải 00. Đó. Và bên đây cũng là cái đó là 00. Là lúc đó là cái tài khoản nó quay trở về mặt. Thì cái 100 triệu này người ta gọi đó là hạn mức tín dụng giữa các ngân hàng trong giao dịch quốc tế. Vượt qua cái hạn mức này là các ngân hàng người ta sẽ ngưng, người ta không sẽ tiếp tục cho cái việc là giao dịch này nữa. Đó, để đảm bảo được, tránh được cái rủi ro giữa các ngân hàng với nhau trong cái giao dịch quốc tế. Và đây cũng là một cái điểm nhấn khi chúng ta quan tâm đến cái việc là trong thanh toán quốc tế, thì đây là một cái rất là quan trọng ha. Đây là cái video đầu tiên mà mình chia sẻ đến mọi người trong cái series các cái video về cái giao dịch trong thanh toán quốc tế. Do vậy thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Đó, và các bạn hãy follow kênh, đăng ký kênh để nghe được nhiều cái video về cái hoạt động là thanh toán quốc tế. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn muốn học thực chiến tại doanh nghiệp Logistics với chi phí hợp lý, học chuyên sâu, trải nghiệm thực tế trong môi trường thân thiện, tham khảo ngay các khóa học của TDMED.